Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình ạ. Nội dung ngày hôm nay em lại muốn chia sẻ cho mọi người một câu chuyện liên quan đến cô diễn viên Trà My. Diễn viên nhé mọi người nhé, không phải là ca sĩ Trà My đâu, không phải là Trà My Idol đâu. Thế nhiều anh chị là có lầm tưởng là cô nữ ca sĩ Trà My Idol. Nhiều khi trách lầm cô cũng tội cô. Còn đây là nữ diễn viên Trà My mọi người nhá. Đó. Thì ngày bữa em có làm một cái clip em chia sẻ cho mọi người ấy, cô này cô ấy còn nói rằng là người Việt Nam là một lũ ngu đúng không? Bị dễ bị tắt mũi này. Rồi cảm ơn Covid vì đã làm cho nhiều người chết bớt cho rộng chỗ. Thì ngày hôm nay mọi người ạ, cô ấy lại tiếp tục đăng một cái bài đăng nữa. Cô ấy gì ạ? Xem thường nghệ sĩ Việt. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các nghệ sĩ, các anh chị có làm từ thiện và quyên góp tiền để ủng hộ đấy, chống dịch. Thì cô này cô ấy lên cô ấy bóc phốt và cô ấy nói rằng là tất cả những cái vấn đề đó chỉ là đánh bóng tên tuổi, chỉ là chiêu trò thôi, chứ cũng không có gì tốt đẹp cả. Và đặc biệt cô này cô ấy còn xúc phạm một diễn viên khá là già cội rồi, là chị Trịnh Kim Chi là người hết nát. Hôm bữa thì nói người dân Việt Nam là lũ ngu bị dễ bị xỏ mũi. Hôm nay tiếp tục lại đánh vào gọi là giới showbiz. Chắc chắn hơn mọi người là cô này cô ấy muốn đánh bóng tên tuổi. Trong khi cả nước và tất cả mọi người, toàn dân đang chống dịch, đang gồng mình lên để chống dịch, thì cô này cô ấy lại dùng ba cái chiêu trò này để cô ấy đánh bóng. Cô ấy PR cho cô ấy và cô ấy cứ nói rằng là gì ạ? Những người khác là giả tạo này, rồi làm những cái vấn đề như là xã hội này cũng chỉ là để mục đích để PR, mà trong khi cô này cô ấy, chính cô này cô mới là người PR mọi người ạ. Thật sự luôn là những cái phát ngôn này của chị ấy, thì người ta cho rằng là chị mới là người đánh bóng tên tuổi, chứ không ai mà dựa hơi chị cả. Chị nói rằng là người ta dựa hơi chị, bú phêm chị, nhưng thật chất mọi người rằng cô này cô ấy đang cố tình tạo chiêu trò. Nhưng mà em nghĩ là những cái chiêu trò này của cô này, của cái ekip của cô này ấy, nó quá là rẻ tiền, nó không có cái gì gọi là mang tính nhân văn và nó được nhiều người ủng hộ cả. Trong khi thì nhà nhà người người đang lo để chống dịch thì chị lại cứ lên để chị bôi xấu người khác, chị xỉa mói người khác, rồi chị gì cả mang cả một cái vấn đề gọi là rất là tế nhị luôn, là hôm bữa là có một cái nghệ sĩ đúng không ạ, Mai Phương ấy cũng qua đời. Thì rất nhiều anh chị đồng nghiệp họ yêu quý thì họ tới và họ quan tâm thôi, bình thường. Thế mà cô này cô cũng lên cô nói rằng là gì ạ, tới đó cũng chỉ mục đích là để đánh bóng tên tuổi, để PR. Không hiểu là cô này cô đang suy nghĩ gì nữa. Thế nếu mà nghĩ như cô thì chắc là cô chơi mình, về nhà đóng cửa chơi mình đi, chứ không ai chơi cùng cô cả. Mà không biết là cái người quản lý hay là cô nữa lại tạo ra cái chiêu trò này thì thật sự luôn là quá bèo và quá rẻ tiền luôn. Cái chiêu trò này không lên nổi mà còn dìm cô xuống ấy, chứ cô chẳng lên được đâu. Khán giả họ không thèm để ý mà họ còn dìm cô xuống ấy, tẩy chay cô luôn. Đây, đây em đọc cho mọi người coi này. Trên trang cá nhân cô này cô viết là như này này: những việc như ủng hộ tiền trăm hoặc tiền tỷ của các nghệ sĩ trong nước trong đợt dịch lần này, hay là việc lên tiếng xót thương cho nghệ sĩ gì đó mới mất, cũng chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi, PR cho bản thân. Có gì đâu mà phải tung hô thần thánh hóa lên. Nếu tốt thực sự thì chẳng bao giờ phải bắc loa phường lên cho người khác biết. Đấy, phát ngôn của Trà My thì khiến rất là nhiều người tức giận và bức xúc. Đấy, mọi người thấy không? Những công việc mà người ta ủng hộ tiền này, hoặc là người ta quyên góp tiền để ủng hộ đồng bào, ủng hộ nhà nước, ủng hộ những cái nơi khó khăn, thì em nghĩ đó là chuyện mà quá là tuyệt vời rồi. Nhưng tại sao cô này cô lại canh tị và cô ấy lại lên, cô ấy lại đi nói với người khác như thế nhỉ? Hay là bản thân cô này cô không làm được, cô ấy canh tị với người khác? Nhưng thưa với chị rằng, dù người ta có đánh bóng tên tuổi, người ta có muốn PR bản thân, nhưng ít ra thì người ta cũng làm được một điều tốt, là người ta đi quyên góp, người ta đi làm từ thiện, người ta ủng hộ những cái nơi khó khăn. Dù đánh bóng tên tuổi nhưng người ta vẫn mang cái một cái lợi ích gấp 10 lần chị, gấp ngàn lần chị. Còn chị thì sao? Chị đã giúp được gì cho người khác chưa?
không được cái gì cả, đúng không ạ? Chỉ lên để nói xấu người khác thôi. Đấy. Thì em nghĩ rằng chị đâu có quyền để chị nói và chị phán xét. Mọi người ạ, dù có giả tạo, dù có đánh bóng tên tuổi hay mục đích gì khác đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta giúp được những cái người khó khăn như thế nào chăng nữa, còn vẫn còn tốt hơn chán những cái người mà họ chẳng làm được gì, chỉ lên đây để bới móc, để gọi là nói xấu người khác. Nên là cái vấn đề mà nói là đánh bóng tên tuổi, em không có quan tâm là đánh bóng tên tuổi hay không. Dù có người này người kia chứ không phải người nào cũng như vậy, đúng không ạ? Có người đánh bóng, có người không. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà đánh đồng tất cả như vậy, không thể nào mà gom tất cả rồi anh chị rồi chị nói rằng là người ta đánh bóng tên tuổi mục đích là để PR bản thân chứ không có tốt đẹp gì. Đó là chị sai lầm. Nhiều người bây giờ họ chỉ cần đi làm cái việc thiện thôi, họ chỉ cần muốn giúp đỡ rất là nhiều người khó khăn. Tới một cái tầm tuổi nào đó người ta chỉ thích đi làm từ thiện thôi. Chứ không phải ai cũng gọi là mục đích đi làm từ thiện để đánh bóng bản thân đâu. Em nghĩ rằng là nó chỉ là một số người thôi. Nhưng mà chị này chị không những là không đi làm từ thiện, chị không giúp được ai, chị ngồi ở nhà và chị còn nói xấu người khác. Vì chắc là chẳng ai biết tới cả. Chìm quá rồi. Bây giờ là phải tạo phốt để cho nhiều người người ta biết. Đó, chứ không là có thể là mai mốt sẽ không được cái vai diễn nào nữa hoặc là cái gì đó chẳng hạn. Còn cái ý thứ hai là cô này cô ấy nói rằng là gì ạ? Trong thời gian vừa qua đấy, những nghệ sĩ mà tới thăm viếng có một nghệ sĩ qua đời ấy, cũng chỉ là chiêu trò thôi. Đó. Chứ cũng không có cái gì. Ô, chị nghĩ rằng là ai cũng vì bản thân, ai cũng chỉ nghĩ cho mình như 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 chị à? Người ta được nhiều người yêu quý, được nhiều người quý mến, thì khi người ta có chuyện thì tất cả những cái người kia họ sẽ tới. Một cái việc đơn giản nhất thôi của con người đó là gì ạ? Viếng thăm, thắp cho cho em mình, cho bạn mình một nén nhang, đó là chuyện bình thường. Tại sao chị lại nói rằng đó là chiêu trò? Thế tôi hỏi chị rằng là chị chơi với ai? Chị không chơi với ai à? Đến mai mốt mà chị già chị mất đi, tôi nghĩ rằng là gì ạ? Cũng chẳng ai tới với chị nữa. Vì tới với chị thì người khác lại phán xét là người ta tới đấy để chiêu trò thôi, để PR, để đánh bóng tên tuổi thôi. Thì nên là người ta không thèm tới thắp cho chị một nén nhang, hoặc là không thèm tới gọi là thăm chị nữa thì sao? Tại sao chị lại dùng những cái lời lẽ như vậy nhỉ? Quá là buồn thật sự. Hình như cô này cô ấy nó bị cái vấn đề gì ấy. Bên cạnh đó thì cô này cô ấy còn thẳng thắn chê bai nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là hết thời và đang cố ý PR tên tuổi, khi mà bà bầu sân khấu tỏ ra thương tiếc với một diễn viên đã quá cố. Không những là cô Trịnh Kim Chi này mà em thấy rất là nhiều người anh chị nghệ sĩ khác đều gọi là thương xót và buồn khi mà cái cô diễn viên Mai Phương cô ấy qua đời. Thế vậy là tất cả những người họ thương xót kia, tất cả những người mà họ yêu quý kia đều là để PR, đều là để đánh bóng tên tuổi hết à? Sao chị lại mang một cái câu chuyện buồn như vậy, một cái vấn đề tế nhị nha như vậy để chị nói, để chị xúc phạm người khác? Chị có quyền gì mà chị lại lại đi đi phán xét như vậy, trong khi chị chưa làm được gì, chị chưa giúp được ai cả. Rất nhiều người nghệ sĩ họ thương tiếc và họ tỏ ra rất là buồn bã khi có cái sự sự cố này tới với cô diễn viên kia. Không những là những anh chị nghệ sĩ và rất nhiều khán giả luôn. Rất rất nhiều khán giả ở trên đất nước Việt Nam này đều thương tiếc và buồn cho chị đó. Chị đừng có nghĩ nhỏ mọn như vậy. Chị đừng có nghĩ rằng người khác đi tới đó thắp một nén nhang hoặc làm một cái vấn đề gì đó là để đánh bóng tên tuổi. Nếu mà nghĩ như chị thì chị chơi mình, về nhà đóng cửa đi, chơi mình, đừng có giao tiếp với ai. Và tôi nghĩ là qua sự việc này thì chắc chắn là chị không chơi được với ai nữa trong giới nghệ sĩ. Rất nhiều anh chị luôn, như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là gì ạ? Không quan tâm, chỉ là rác rác rưởi, không quan tâm. Còn Trấn Thành thì nói rằng là gì?
Em mà gặp nó ở đâu là em sẽ gọi là lột da nó. Rất là nhiều anh chị khác bức xúc. Mà trong khi mình là một đàn em, một là người nhỏ tuổi đi sau, mà lại lên thì phán xét người khác, chỉ trích người khác. Người ta đi làm từ thiện thì cũng bảo là người ta giả tạo về PR tên tuổi, đánh bóng tên tuổi chứ không tốt đẹp gì. Đi viếng thăm một người quá cố cũng nói rằng là để gọi là trục lợi cho bản thân. Thế bây giờ làm gì thì chị mới nói rằng là người ta gọi là không đánh bóng tên tuổi, không vì bản thân. Chẳng nhẽ là cứ ở nhà để lên để nói xấu cho chị à? Cứ ở nhà để lên để gọi là chọc hết người này, chọc hết người kia, xúc phạm cộng đồng mạng, xúc phạm những giới nghệ sĩ như chị à? Dù là người ta có đánh bóng tên tuổi hay là người ta có giả tạo chăng nữa thì người ta cũng đã giúp được rất nhiều người nghèo khổ khác. Người ta đi làm từ thiện, người ta quyên góp tiền giúp đỡ rất là nhiều người khác. Trong cái giả tạo đó nhưng mà lại mang được cái lợi ích cho xã hội. Còn chị thì sao? Chị không giả tạo nhưng chị đã giúp được cái gì chưa? Hay là gì? Chỉ làm những cái việc mà không đâu vào đâu thôi. Lên để nói rằng là cộng đồng mạng là một lũ ngu, dễ bị xỏ mũi. Và em nghĩ rằng ấy, với những chia sẻ của chị thì không những là khán giả mà kể cả gia đình của chị, đó, người thân của chị cũng sẽ rất là bức xúc. Tại sao mà chị lại phát biểu ra được những cái câu như vậy? Quá đáng buồn mọi người, thật sự quá buồn. Không hiểu cô này, cô ấy là một người của công chúng, là một diễn viên mà lại dùng những cái phát ngôn như vậy, dùng cái cách này để PR tên tuổi, nó rác rưởi thật sự luôn, quá rác rưởi mọi người. Mang người khác ra để xúc phạm, để bôi xấu người khác, để đánh bóng cái tên tuổi mình lên ấy, thì chắc chắn rằng là có lên thì nó cũng sẽ xuống thôi, chứ không bao giờ lên được mãi đâu. Lên thì chỉ lên được lúc này thôi. Còn cái thực lực chị không có, chị không lại mang lại được cái cảm tình cho khán giả, chị không mang được một cái gì gọi là cái vai diễn tốt để người khác người ta nhìn vào, thì chị lên bây giờ thì mai mốt chị cũng lại xuống thôi à. Nên là dùng cái chiêu trò này nó rẻ tiền lắm, không có gì đâu. Chị hết đụng đến người này đụng đến người kia, hôm bữa thì Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, giờ thì lại Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân. Một người mà em nghĩ rằng là có thể làm cái tuổi đời và cái lĩnh vực hoạt động gấp chị rất nhiều luôn. Nhưng mà thật sự mọi người nói là chị này chị bất chấp tất, chị chiến tất, không ngán gì một ai cả. Cứ lên đả kích tất cả anh chị trong giới showbiz. Em không biết là khi mà chị này chị bị cộng đồng mạng lên án và có những cái phản biện như này thì chị sẽ suy nghĩ gì. Nhưng mà tuy nhiên rằng ấy, đừng có mà xóa nhá. Đừng có viết lên rồi lại xóa status nhá. Đấy, những cái hành động như vậy chỉ càng làm cho người ta khó chịu và người ta ghét hơn thôi. Chứ không phải lên thích lên là chửi cho đã, cho sướng miệng xong bắt đầu là xóa status xong lại xin lỗi nhá. Rồi em chia sẻ ngắn cho mọi người như vậy thôi. Đấy là cái cô diễn viên Trà My, diễn viên Trà My nhá, không phải là Trà My Idol, không phải là ca sĩ nhá. Đấy, thì cô này cô ấy có những cái phát ngôn mà xúc phạm rất là nhiều người trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là cô này cô có một cái phát ngôn đó là gì ạ? Cảm ơn cô Vi vì đã giúp nhiều người bị chết để cho cái xã hội này nó rộng chỗ ra, nó không bị chật chội nữa. Cái thứ hai là cô này cô nói người dân Việt Nam là một lũ ngu dễ bị rắc mũi. Và tiếp tục ngày hôm nay thì cô lại đánh vào trong những người ở trong giới nghệ sĩ. Nói rằng là gì ạ? Tất cả những nghệ sĩ tại Việt Nam của chúng ta khi mà làm từ thiện hoặc là quyên góp tiền ấy, đều là giả tạo và về mục đích là để PR tên tuổi thôi chứ cũng không tốt đẹp gì. Và đặc biệt là cô này cô mang ra một câu chuyện buồn của một diễn viên quá cố trong mấy ngày vừa qua. Nói rằng là tất cả những người tới đây ấy, đấy, mà những người mà thương tiếc cô này ấy, đều là giả tạo, đều là gì nghĩ cho bản thân, mục đích là để PR tên tuổi thôi. Giả tạo thật sự luôn đấy. Nghe cái cô này cô nói là mình thấy rằng là cô này cô không có đức. Cô về cô đóng cửa cô chơi mình đi. Và tôi nghĩ rằng mai mốt cô già, cô mất đi ấy, thì cũng chẳng ai tới để gọi là thăm viếng cô đâu. Tới thăm viếng cô thì người ta lại bảo là đẩy đánh bóng tên tuổi à, đúng không?
Thôi em chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người coi clip vui vẻ. Nếu mà mọi người có ý kiến gì mọi người có thể comment ở bên dưới nhé. Em chào tất cả mọi người ạ.